Juno Gym and Fitness là trung tâm thể hình và thẩm mỹ duy nhất tại Mũi Né. Với trang thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chúng tôi mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Thời gian mở cửa buổi sáng từ 5 giờ đến 10 giờ và buổi chiều từ 14 giờ đến 20 giờ, xuyên suốt từ thứ Hai đến thứ Bảy. Để trở thành hội viên của phòng tập, bạn có thể chọn tập theo gói ngày hoặc tháng với chi phí hợp lý. Trang thiết bị của phòng tập cũng được chúng tôi lựa chọn kỹ càng nhằm giúp khách hàng có những buổi tập luyện hiệu quả nhất. Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ miễn phí hướng dẫn viên trong suốt quá trình tập luyện để khách hàng có thể nắm bắt những bài tập một cách nhanh chóng, mang đến kết quả tập luyện như mong muốn. Hãy thay đổi bản thân ngay hôm nay bằng cách tập luyện không chỉ vì sức khỏe của chính bạn mà còn vì tương lai của bạn. Juno Gym and Fitness luôn đồng hành cùng bạn, thay đổi để tốt hơn.